Funmi Mobile có nhận tiền, lúc đó các bạn lại xỉu xỉu. Cái thứ hai nữa là các bạn mua quần để sẵn. Những cái bạn mà binh dịch thì Nga bất chấp đúng sai, chửi rủa tôi đó. Chuẩn bị mua quần cho đi. Nhỡ mai Thiền Am mà có vấn đề gì mà nó đi ngược lại với mong muốn các bạn thì các bạn đi ra ngoài đường á, các bạn chùm quần lên đầu các bạn đi, không may nó có gì các bạn cả. Còn các bạn YouTuber nhận tiền mà Thiền Am kêu gọi nhận tiền mua xe, mua nhà, mua cửa, mua gì đó, xây dựng gì đó thì những cái người đó không chạy thoát đâu. À, không biết là bên em Quốc Việt Lê cái người mà đã cho tiền Thiền Am không biết là có bị gì không. Ok, những cái kênh Ngọc Quyền hay là kênh Lai Lúa thì khỏi chạy. Và tôi nói các bạn, khi mà kết thúc câu chuyện Thiền Am này, những cái kênh này tôi sẽ tặng cho mỗi kênh một hoặc hai video clip, thậm chí là ba video clip để nói lên những cái tâm tư của tôi khi tôi bước vô làm YouTube. Tôi luôn luôn coi họ là bạn nhưng họ luôn luôn coi tôi là thù. À, tôi nói các bạn, ok. Như vậy á, là không còn nghi ngờ gì nữa. Trong thời gian sắp tới, khán giả Thiền Am hãy bừng tỉnh lên đi. Các bạn hãy vui vẻ lên đi. Cái bí mật về cái sơ đồ phá hệ người Thiền Am sắp sửa được phơi bày. À, sắp sửa được phơi bày rồi. Ok, anh Quốc Thịnh lên nói 5 phút thôi em xuống nha, tại vì em còn chút xíu vô bệnh viện đó anh ơi. Em lén người thân em lên em nói chuyện một chút xíu cho khán giả chơi đó. Anh muốn nói gì thì anh nói, khoảng chừng trong thời gian 5 phút để em xuống, tại vì em còn phải đi vô trong bệnh viện nữa. Ok, lên đi anh. Nói thì tôi nói các bạn rồi đó, tôi đã chứng minh cho các bạn thấy là chính miệng luật sư người Thiền Am nói đó là không có xe nào đi được vô thời Thiền Am. Là sao? Tôi nói thật mà tôi nói toạc cho các bạn biết là sợ có một số người sẽ trốn khỏi Thiền Am. Tôi nói các bạn nghe như vậy đó, chứ làm sao xe ta chạy vô không cho. Xin chào anh Quốc Thịnh nha. Chào em trai Phương Giang Mobile. Dạ. Con mến chào lời chào đặc biệt tới chú Hữu Thiên và tổng chào cô chú anh chị trên đường live của em trai Mobile. Ngày hôm qua là anh người chạy xuống. Dạ. Tuy nó có hơi muộn một chút nhưng mà lúc đó là các vị luật sư còn và anh cũng chứng kiến là các vị luật sư đi ra ngoài ăn trưa. Xong rồi đi về đó, đi bộ đi ra ngoài ăn trưa rồi đi về nữa. Dạ. Khúc đó thì có rất việc chạy vô nữa, nói chung là cũng gặp đầy đủ anh em YouTuber và có thông tin. Thì lúc sáng là lo cho gia đình nên là không có coi tin tức, rồi vô tình em bận like rồi mới biết, rồi mới điện cho ông anh thì ông nói là đang lấy mẫu xét nghiệm mà còn thiếu Huyền Trang. Huyền Trang lúc À. đó là cơ quan chức năng vô là không có mặt, xong rồi lấy hết rồi đã chờ Huyền Trang về rồi lấy nữa, cho nên nó mới lâu như vậy, nên mấy tay luật sư kia mới tới á. Cái Dạ. mấy tay luật sư kia là đi tới trễ mà rồi còn phải lội bộ từ ở ngoài vô nữa mà, nên thời gian rất là lâu. Dạ. Nhưng mà cái chuyện của Huyền Trang nó mới chậm trễ như vậy đó. Thì cũng có nghe anh em kể một số cái hành động của các vị luật sư và cũng người quay lại. Và ông luật sư Lân là cái người mà kiếm chuyện với lại cái người mà gọi là thủ trưởng ngày hôm qua mà chỉ huy cái công việc làm á, Đúng rồi. cái Đọc. anh mà mặc áo trắng Đọc. mà ngồi xe mà ông rủ xuống đánh lộn á. Đọc anh đọc, đọc tên người ta luôn. Ông biết người ta, ông đọc tên người ta luôn. Thì sẽ ổng sẽ được diện kiến lại cái người đó khi khi mà cái người đó ở trên tỉnh mời lên, sẽ mặc quân phục công an, sắc phục công an. Chứ hôm qua là chỉ riêng có cái ông đó là ổng mặc đồ thường thôi, ổng mặc áo trắng sơ mi trắng quần ấy thôi. Có khi nào giống như Nhị Nguyên đây mà mặc biểm tại chỗ không anh? Em nghi quá. Ông Lân em nghi á, chứ ổng Bảo đảm mai mốt mà mời lên, tại vì bên bên công an họ có quay lại, và ông Lân có rách nữa mà họ có quay lại. Cái ông đó tính mở cửa bước xuống xe rồi, nhưng mà một người nữ ngồi ở cái băng sau á, ổng ngồi ở trước ngang với tài xế đó, rồi người nữ băng sau người ta mà dịch cái vai, người ta kêu thôi làm xong nhiệm vụ rồi, không có chấp mấy cái người đó nên là họ mới bỏ đi á. Chứ em hôm qua nói nữa tổng cộng là một chiếc xe 5 chỗ Toyota Cross
với lại một chiếc xe cứu thương, một chiếc xe 16 chỗ, một chiếc xe bán tải chở cái ông đó, với một chiếc xe bán tải của công an mà loại xanh xanh á, xanh xanh rồi có cái mui đằng sau á, nghe cái mui dù ở đằng sau. À, như vậy là cũng cái tội danh lừa đảo cũng chuẩn bị khởi tố giống như dự đoán của anh, và sẽ khởi tố cái đó là hôm qua là lấy mẫu để là cho nó đầy đủ chứng cứ để mà ra cái quyết định là mấy cái chuyện là người ta điều tra đó là rõ là rất là nhiều người trong đó là con của ông cụ, con cháu của ông cụ, nói chung là một gia đình đó, nhưng mà giả nói là trẻ mồ côi, những cái đứa trẻ đó là mồ côi này kia đó ấy hết, nên là người ta có cơ sở để mà giả tu trục lợi với là giả mồ côi để lừa đảo tiền mạnh thường quân. Vậy là những cái khán giả bảo rằng gia đình Thiền Am là người ta nói đúng, đâu có nói sai anh. Mình đi mình chích chích quan người ta rồi. Theo anh thì nếu đó là gia đình thì người ta nói chúc gia đình Thiền Am này, ta nói đúng, ta đâu có sai. Mình chích quan người ta Thì rồi. cái phóng sự và các báo đài vẫn còn để yên trên đó là đều là con cháu của ông cụ hết, mà số lượng con của ông cụ là mười mấy người lận, tính cái dạng mà Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên rồi này kia với mấy đứa trẻ là mười mấy người lận, 11 đúng không anh? tám cái đứa lớn, năm cái thằng Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương, Nhất Tuệ là năm đứa, với lại Kỳ Duyên, Quyền Trang, cái Quyền Chân là 8 rồi, với cái số trẻ nhỏ nữa là tổng cộng là mười mấy, còn 15 người á. Cái gì Mà cái cái thông tin này là người ta đã xác định từ 6-7 tháng trước rồi. Ủa cái gì cái trẻ nhỏ nè anh nói anh nói cái sập kênh em luôn à. Cái gì có trẻ nhỏ nè anh. Chết em à. Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Kỳ Duyên gì đó là thời ở còn ở trại cô Nhi Thánh Đức đó, là sanh ở bệnh viện nào, bệnh viện nào, bệnh viện quận 3, bệnh viện quận 6, bệnh viện nào là người ta thu thập hết trơn rồi, Chích mồ có không? đầy đủ rồi. Vì ông thám tử cao ông nói giấy chứng sinh đó là giả rồi ông lấy tính mạng ra ông bảo vệ Thiền Am là chích mồ rồi. Tức rồi em cái mồ mổ bụng theo luôn rồi anh ơi. Chích mồ em tin mấy người đó rồi giờ sao giờ? Rồi cái bắt đầu là sau cái viên phúc thẩm này là bảo đảm là khởi tố vụ án lừa đảo. Còn cái chuyện mà loạn luân á, thì từ từ tính, không có gì gấp á, nó vẫn còn thời hiệu điều tra mà em. Nhưng Cái mà đó nó em vẫn thấy còn cái thời hiệu chắc là họ sẽ sao. lấy cái huyết thống trước rồi họ sẽ lấy cái vụ mà loạn luân sau, lại loạn luân là khó hơn. Loạn luân là từ đời 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 đời, đời, đời cha sang đời con thì nó phải có 50% gen của người cha, 50% gen của người con. Do đó em nghĩ là nó lâu hơn, nó làm lâu hơn cái vụ mà xét nghiệm mà máu A máu B, em nghĩ là vậy đó. Nói chung là như anh bữa anh nói là cái thông tin đó là có rồi nhưng mà có cái là cứ từ từ làm từng cái thôi, từ từ làm từng cái thôi, không có gì gấp hết anh á. anh anh thấy một cái không gia đình của một cái gia đình của cụ Lê Tùng Vân mà là bốn vụ, mà ba ba một cách làm hai vụ, bà Thu Vân một vụ à rồi, mà ông cụ với mấy người kia một vụ, là thành ra hai vụ rồi, lừa đảo một vụ, lận lưng một vụ, rồi có khả năng mà đủ bằng chứng nữa, thêm cái vụ hành hạ trẻ em nữa. trời đất ơi tôi nghe nổi da Bây giờ gà nó căng luôn. lắm, đâu có gì phải gấp đâu, Hey, em tôi chúng anh chị cứ yên tâm. nhưng mà em cảm thấy nó hồi hộp thế nào đó là em không có tin vấn đề này, em mới chờ cơ quan chức năng ra thôi. Em không có tin vấn đề này, trời hồi hộp quá, chắc em mổ bụng quá anh ơi. Em hứa khán giả cho em mổ bụng thực nghe sự khán ra giả anh quá. thực sự ra anh cũng không 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 có, nói chung là không có ghét gì Thiền Am hết, nhưng mà trong thân tâm mình nó vẫn cầu mong là cái chuyện lận lưng nó không có, Dạ, để đúng rồi. mình không nghĩ là nó như vậy, nhưng mà sự thật thì nó bao giờ nó cũng là sự thật phũ phàng, đó là chỉ có, tại vì nếu mà không có lận lưng thì Minh Tùng sẽ dính vô về pháp luật. Nhưng Dính. mà chắc chắn là Minh Tùng tới bây giờ vẫn còn nói, và nếu mà không có là Minh Tùng là ở đợ cho
ai mà dám cá nói không có là Minh Tùng là ở đợ cho người đó suốt đời luôn, bỏ con bỏ vợ đi ở đợ cho người ta suốt đời luôn. Nếu mà Minh Tùng mà nói sai là bị 331 rồi đó, em nói anh gì đó, tại chửi người ta mà thời gian dài mà dính 331 là cái chắc rồi đó, còn cái khác em không biết. Dính đi Minh, dính 331 là cái chắc rồi đó. Trời ơi, bó tay luôn. Sự thật nó phủ phàng, cũng nói với cô chú anh chị với em là cái đợt mà anh nói với em đó là anh nghe điện thoại một tiếng mấy đó là tới 1 giờ mấy nghe xong mà 4 giờ rưỡi mới ngủ. Không tin nó sợ tóc gáy, không tin vào tay mình luôn á. Dạ. Nhưng mà cái chuyện đó là nó cứ từ từ thôi, rồi tại vì cái lừa đảo là tại vì cái đơn tố cáo nó quá nhiều đi. Dạ. Cái đơn tố cáo nó quá nhiều, giờ người ta có đợi đủ rồi đó, người ta đang phục hồi lại tiếp nhận đơn tố cáo lại đó. Bắt đầu khởi động lại đó. Ủa sao hôm trước em nghe bên ông luật sư Lân ông bảo rằng là trong tay ông có bằng chứng vụ 100 triệu hết trơn rồi mà. Sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy ta? Cái cứ để cho ông nói đi. Ông nói càng nhiều thì ông đi càng xa chứ gì đâu. Ông mà dính 331 ông đi đủ 7 năm luôn. Đúng rồi, là người đủ hành vi biết lực phạm lực là đâu có tình tiết giảm nhẹ được đúng không? Mình cố tình mà đúng không? Mình đúng phải rồi, người dân đen nhưng mà hai anh em mình giống như hai riêng cái vụ lừa đảo này nếu mà khởi tố là ông dính nặng lắm, tại vì chính miệng ông lên nói với khán giả là tôi khẳng định với quý vị là không có cái tội danh lừa đảo. Cái ông Hồ Phước Lợi là cái người mà giả mà công an huyện Đức Hòa dựng nên để gài bẫy Nhất Nguyên đi nhận tiền, rồi á là họ chụp ảnh đưa cái 100 triệu đưa cho bên báo chí đài truyền hình đưa lên, cái đó là làm mà hạ nhục Thiền Am bằng truyền thông, em hiểu không? Họ nói cái ông Lân ông nói cái câu như vậy là toàn bộ coi như là công an huyện là bị vu khống hết rồi. Bây giờ nếu có lừa đảo là chắc chắn là ông vu khống rồi. À còn không lừa đảo là đúng đúng không? Ông nói tôi khẳng định là không có, em nói rồi. Mới đầu em cũng thích mấy ông này lắm. Em nghĩ là ông sẽ đem một tiếng nói công bằng cho người Thiền Am. Ai về đâu bây giờ ông ngã nghiêng qua theo khán giả Thiền Am, ngã nghiêng ra những người u mê ông làm thì em rất là thất vọng. Quá thất vọng rồi đây. Đã vậy anh thấy cái đoàn kiểm tra liên ngành của người ta đi vô đó, người ta có quay phim chụp hình hết. Mà còn nó nói đi, ai cho phép anh vô? Ủa người Thiền Am không quyền nói câu đó, mấy anh làm cái gì với quyền câu đó đúng không? Mấy anh lấy gì quyền nào mà nói câu đó? Anh mắc cười quá à. Thiệt tình em không hiểu nổi luôn. An ninh tỉnh đó là xin cái giám đốc công an tỉnh là giao cho an ninh tỉnh là thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra đó ký một cái giấy trưng cầu giám định lấy mẫu ADN mà chuyển qua tòa án là người ký quyết định cho họ làm cái đó, và họ được sự phê chuẩn rồi họ mới được phép kéo biết bao nhiêu người vô Thiền Am để làm nhiệm vụ, đúng không? Dạ. Mà ông Lân ông nói là tại sao mà như vậy mà không báo cho bên Thiền Am mà không báo cho luật sư. Không có ai mà ví dụ như không ai mà vi phạm mà đi bắt người mà phải báo cho cái người bị bắt hết. Ví dụ như bà Hằng được rồi, bà bị bắt á, có công an nào lên báo cho bà Hằng biết là ngày mai chúng tôi sẽ bắt đâu? Em nói họ bị khán giả quá rồi em tức em mới lên em nói có nhiều lần mà hơi nặng nặng một chút đó với họ. Thực tế em thấy họ quá trời khờ khạo, em để tôi đi bắt ăn trộm mày. Tôi đi bắt ăn trộm mình, hôm nay tôi báo thằng đó đi cho thằng đó nó trốn hay gì. Trời Phật ơi là trời. Ví dụ vậy. Rồi ví dụ như tôi đang điều tra về một cái tội mà tôi nghi ngờ là cái thằng đó nó mua bán ma túy. Bây giờ hôm nay tôi báo cho cái luật sư mà bảo vệ nó để cho nó trốn hay gì. Trời ơi cái gì mà quá trời mị khán giả rồi. Em nói không thấy người ta nói sao. Không cho bất kỳ xe nào đi vào Thiền Am cả. Đi ngang công việc Thiền Am đã biết rồi. Luật sư phải đi bộ ra. Mà họ ở đây họ còn gáy to, họ gáy to mồm. Em nói vài bữa nữa có những người xỉu lên xỉu xuống cho anh coi nè. Hôm qua anh ngồi ở cái nhà đối diện á, ngồi ở hàng rào á, là mấy ổng đi ra ăn chưa thấy tụi anh mà còn chửi động nữa mà. Còn chửi động nữa như con nít vậy đó. Còn chửi động nữa. Ủa sao anh không ghi âm anh gửi cho em hót lên cho khán giả nghe. Những người có văn hóa đó. Hôm qua thực sự là có ghé nhà Trần Long Ẩn. Em biết Trần Long Ẩn đúng không? Dạ. Có ghé nhà Trần Long Ẩn chơi á thì gặp anh em YouTube thì Trần Long Ẩn cũng nói là mấy bữa trước là công an mời Trần Long Ẩn với chú Thiện Đạt đi lên làm cái vụ lừa đảo rất là nhiều.
là coi như là để xác định lại những cái người mà nạn nhân đó, từng người họ gọi điện cho những người ở xa rồi cái báo tùm lum đó, rồi là bây giờ xong là hôm qua là làm việc để lấy một cái coi như là một cái gọi là cái gì để cuối cùng để quyết định khởi tố vụ án lừa đảo đó. À Coi như là xong rồi đó. rồi, ok anh, em cũng chắc xin kết thúc cái Cảm buổi ơn livestream tại đây tôi cũng quá. anh chị, cảm ơn em trai nha. Chúc mọi người an lành hạnh phúc nhé. Rồi, ok, Cảm cảm ơn ơn nhiều anh. nhiều. Dạ, ok, chúng ta vừa nghe được những cái lời chân tình rất là mộc mạc của anh Quốc Thịnh, cái người mà đã theo dõi cái vụ án này suốt những năm qua. Và tôi và anh Quốc Thịnh này có một điểm chung là chúng tôi không tin rằng người Thiền Am có dấu hiệu loạn luân hay là có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đó là vấn đề giữa con người với người tin tưởng với nhau thôi. Còn cái gì việc mà họ có là không, phải để cơ quan chức năng người ta lên tiếng. Trước mặt các bạn, đây là anh Thiện Đạt, một cái người đã hết lòng hết dạ với người Thiền Am, có bao nhiêu tiền là đem vào cho Thiền Am. Rồi Mạnh Thường Quân có bao nhiêu tiền là anh đem vào Thiền Am cả, là anh Quốc Thịnh hồi nãy nói. Nhưng tuy nhiên cuối cùng anh đã bị khán giả Thiền Am đã đuổi xu ảnh một cách không có thương tiếc, và dùng những lời lẽ rất là đắng cay. Những YouTuber chửi ảnh quá rất là nhiều luôn các bạn đó. Tôi cho các bạn xem, đây là cái tiền mà anh Thiện Đạt nước ngoài gửi về cho Thiền Am, mà Thiện Đạt đem đích thân lại cho người Thiền Am đó. Đúng ra họ mang ơn anh Quốc Đạt, anh Thiện Đạt họ không hết, tại sao họ lại dùng những lời lẽ đắng cay nó đối xử với một cái người ân nhân như vậy? Đây có phải là lực nhân quả hay là không? Tôi không dám chắc chắn một điều nào đó trong cuộc sống này cả đó. Chúng ta hãy thử xem lực nhân quả có hình thành trong cuộc sống này không. Sau khi cơ quan chức năng người ta kết thúc quá trình mà lấy mẫu DNA thì chúng ta sẽ biết những đứa nhỏ bên Thiền Am sẽ có cùng huyết thống với những người lớn hay là không, và sẽ phá tan được những cái dư đồn, cái lời đồn của dư luận trong suốt thời gian qua. Một lần nữa Vua Mobile rất cảm ơn 383 khán giả và 77 like. Tôi biết rằng những lời của tôi nói ra các bạn sẽ không thích và các bạn không nghe, nhưng thuốc đắng giải tật, sự thật bích đồng. Tôi cũng là người yêu mến người Thiền Am, tôi cũng là người rơi nước mắt vì họ, tôi cũng là người bỏ công bỏ sức ra để mà khuyên nhủ họ rất nhiều lần, và tôi cũng là người bỏ tiền ra để mua những cái đồ chơi để gửi về Thiền Am, và gửi những số tiền mà tôi kiếm được từ YouTube cũng để cho họ. Chỉ mong muốn được một điều là họ hãy sống thật với những gì họ nói trên cái cuộc sống này, đó là tình thương, tha thứ và giúp đỡ. Nhưng tuy nhiên vấn đề đó chỉ nằm ở trong mơ và nằm ở trên YouTube mà thôi. Một lần nữa Phương Quang Quốc cảm ơn quý vị các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho mình. Sắp tới đây nếu câu chuyện Thiền Am kết thúc, tôi sẽ công khai tôi làm đâu, tôi làm gì, gia đình tôi có ai, để cho các bạn biết rằng những người bên Thiền Am họ không phân biệt đâu đúng sai, và họ có thể là làm bất kỳ điều nào họ cảm thấy rằng họ không không thừa hợp với họ. Do đó tôi phải lấy cái tên rất là nước ngoài, Thiền Am Mobile. Ok, để kết thúc chương trình thì tôi sẽ xin chào một số khán giả rất là thân thương của tôi. Cảm ơn chị Lâm Thu Khánh, chú Hữu Thiên, khán giả Huỳnh Thị Huệ, khán giả Huỳnh Tiết Nga, cảm ơn lão đại khán dân anh Nguyễn Đam. Ủa sao Nguyễn Đam mắc cái rồi, anh Nguyễn Đam mắc cái cờ lê rồi. Đưa cờ lê cho lão đại gặp luôn. Đâu anh Nguyễn Đam, alo lại cái coi, hay là có lên Nguyễn Đam 1, Nguyễn Đam 2 trời. Tôi nghi quá. Nên có khi nào có Nguyễn Đam giả không ta? Mà cũng sao, không Nguyễn Đam giả, Nguyễn Đam thật thì tôi cũng không, không không có sợ. Xin chào chị Nhật, xin chào chị Lê Ngọc Hạnh, xin chào chị Lê Trang, xin chào chị Nhật Nguyên Ngọc. Xin chào chị Nhân Kiều, một lần nữa xin chào chú Hữu Thiên, xin chào chị Xuân Phan. Xin chào anh Mai Viết Cường, xin chào khán giả Hư Không. Xin chào khán giả Nguyễn Thị Cẩm Hương, Cẩm Hương. Một lần nữa tôi rất là cảm ơn khán giả Lê Văn Quang, rất cảm ơn khán giả đã đến với kênh này trong thời gian vừa qua. Cảm ơn khán giả Ngân Kiều, những cái vấn đề tôi đã làm và là đã làm hết cho người Thiện Am rồi. Bây giờ người Thiện Am có bị sai bị đúng là chính bản thân họ làm thôi. Tôi đã hết sức hết lòng về họ, cuối cùng tôi nhận lại được những cái gì? Đó là những lời trách móc của quý vị và các bạn, đó là những lời giận hờn vu vơ với các bạn. Tôi đã khuyên người Thiện Am rất nhiều lần về vấn đề xét nghiệm DNA độc lập, các bạn thấy không? Các bạn còn dùa theo ông luật sư AD để mà mắng chửi tôi thì thôi, tôi không nói gì câu nữa. Thiếu một cái người cũng rất quan trọng, xin chào anh Quốc Thịnh, xin chào chị Na Trong. Em xin kết thúc buổi livestream tại đây, em phải đi vào bệnh viện thôi.
Ok, một lần nữa xin cảm ơn tâm trạng.